Hi, xin chào anh em. Ngay bên cạnh cũng như là trước màn hình đây là một mẫu laptop gaming giá suýt rẻ đến từ MSI, có tên mã là GF75 Thin. Thì ở đây có lẽ là mỏng khi thực tế mình thấy nó cũng suýt mỏng. Và mình sẽ giới thiệu một chút về mẫu laptop này. Thì vẻ ngoài mẫu laptop này thực ra cũng không có quá nhiều ấn tượng, khi mặt trước là phần nhôm phay xước. Thì ở đây sẽ là một logo MSI. Thường ấy, ở các phiên bản cũ, mặt lưng bằng vỏ nhựa thì sẽ có logo của MSI lồi lên hoặc là phát sáng LED được. Tuy nhiên thì logo này của MSI chỉ là logo mình thấy nó in nổi thôi, cũng thực chất cũng không có gì cả. Một logo in nổi có hình con rồng. Ở cái phần mặt dưới này mình thấy được rất ít người để ý đến. Tuy nhiên thì MSI cũng như truyền thống của họ thôi, chăm chút rất nhiều cho phần mặt dưới. Ở đây anh em có thể thấy rất nhiều các hoa văn. Và anh em có thể nhìn trực tiếp vào cái phần ống đồng này. Ở đây mình thấy có tổng cộng là 4 ống đồng thì phải. Khi tách riêng biệt, mình cũng đã xem thử qua trên mạng ấy, thì là hệ thống tản nhiệt sẽ riêng biệt cho CPU riêng và GPU riêng. Thì máy này mình cũng chưa được mở nên mình cũng coi như là trên mạng là đúng đi. Sẽ có tản nhiệt cho CPU riêng và GPU riêng, và sẽ có tổng cộng là 4 hốc nhiệt, mỗi bên 2 cái, và các pin cao su rất là cao. Và mình sẽ mở máy lên cũng như là giới thiệu luôn về phần cấu hình của mẫu laptop này. Và mình sẽ tua nhanh qua các đoạn cổng kết nối thôi. Khi mẫu laptop này vẫn được trang bị đầy đủ các cổng, cổng mạng LAN RJ45, HDMI, các cổng USB thường và USB Type-C, và có jack audio và jack mic riêng biệt, thì đều mạ vàng để cho chất lượng âm thanh tốt nhất. Thì mình sẽ chuyển nhanh đến phần cấu hình. Khi mẫu laptop mình đang có ở đây sẽ sử dụng một chip Intel Core 7 9750H với 6x12 luồng, card đồ họa GTX 1050 Ti 8GB RAM và 256GB SSD. Một cấu hình mình thấy so với mức giá là một cấu hình rất là tốt. Vậy thì với mức giá tốt như vậy, một mẫu laptop cũng suýt mỏng, thì liệu không biết hệ thống tản nhiệt của máy hoạt động ra sao. Và mình cũng đã có một số các bài test về hệ thống tản nhiệt này, và mình sẽ nói luôn cho anh em, đó chính là mình test hơi cục xúc một chút. Và trong cái điều kiện sử dụng thông thường ấy, chắc chắn sẽ có sự khác biệt. Nhiệt độ có thể thấp hơn một chút hoặc là cao hơn đấy một chút thôi, không nhiều. Nhưng bài test ấy chỉ mang tính chất tham khảo và để thử đẩy mẫu laptop này đến giới hạn của nó, xem hệ thống tản nhiệt có đáp ứng được hay không. Ở mẫu laptop này ấy, thì anh em vẫn được tích hợp công nghệ Cooler Boost thôi. Thì tuy nhiên sẽ không có phím tắt như mẫu laptop thông thường, mà sẽ thông qua một phần mềm. Thì ở phần mềm đấy anh em có thể tùy chỉnh được rất là nhiều, giống như là tùy chỉnh máy hoạt động ở công suất tối đa này, hoặc là hoạt động ở chế độ yếu hiếu một chút. Và tích hợp được phím tắt Cooler Boost thì được tùy chỉnh thủ công ấy mà. Và giao diện cũng rất là trực quan, khi có các em dòng trông rất là baby. Mình nhìn khá là vui mắt, mình thấy MSI làm vậy cũng khá là ấn tượng. Tiếp theo là mình sẽ thử stress test CPU và cả GPU luôn ở mức độ tối đa. Nhưng mà mình sẽ nói trước là mình sẽ không bật chế độ Cooler Boost. Sẽ có một số lưu ý dành cho anh em, đó chính là mình stress test, mình sẽ stress test cả CPU và GPU trong điều kiện phòng điều hòa 26 độ và sẽ có một bài test riêng khi không bật Cooler Boost và bật Cooler Boost. Đầu tiên sẽ là không bật Cooler Boost. Khi mình stress test cả CPU và GPU thì CPU rất dễ dàng đạt được 96 độ C và xung nhịp ở 3.4 GHz, còn GPU là khoảng hơn 80 độ một chút. Một mức nhiệt khá là ấn tượng. Bạn nào mà kiểu bị ám ảnh về nhiệt thì chắc là nghe đến đây ngất luôn. Và khi mình bật Cooler Boost lên thì sẽ có khá là nhiều vấn đề mình thấy hơi lạ một chút. Khi phần nhiệt độ của CPU không được giảm nhiều lắm, chỉ giảm được 6 độ C. Tuy nhiên thì xung nhịp được đẩy cao một chút, lên đến 3.5 GHz. Tuy nhiên thì GPU lại giảm rất là nhiều, khi giảm được đến gần 20 độ. Một câu chuyện nghe có vẻ hơi hoang đường một chút, tuy nhiên đấy là sự thật. Không biết anh em nào đã sở hữu mẫu laptop này mà có bài test nó khác mình một chút thì có thể comment góp ý ở ngay bên dưới để cho mình được biết. Và mình thấy MSI đã xử lý vấn đề nhiệt độ trên mẫu laptop này khá là tốt. Khi mình stress test ấy, mặc dù nhiệt độ lên đến 96 độ C nhưng mà CPU ấy vẫn không bị giảm điện. Điện năng vẫn ổn định ở mức 45W và không hề có hiện tượng throttling. Cái hiện tượng throttling như kiểu anh em CPU nóng quá nó sẽ bị giảm hiệu năng một cách đột ngột, nhưng mà mẫu laptop này anh em sẽ không bị. Và đặc biệt là xung nhịp của VGA sẽ không kiểu biến động nhảy lên nhảy xuống, kể cả xung nhịp CPU ấy cũng không hề luôn. Thì đây sẽ là một trải nghiệm gaming một cách gọi là tuyệt vời nhất. Thì với một cái hệ thống tản nhiệt như vậy rồi thì một cấu hình cũng tốt ấy. Màn hình của máy cũng là một điểm cộng, khi đây là một màn hình Full HD 15.6 inch, tần số quét 120Hz, mà một cấu hình như vậy chơi game sẽ như thế nào nhỉ?
Và mình sẽ không sâu phần game bên đây đâu, bởi vì thực chất ấy, nếu làm vậy thì video sẽ hơi dài và mình sẽ nói qua luôn. Nếu như anh em chơi các tựa game như Dota, CSGO thì việc max setting rất đơn giản thôi. Còn nếu các tựa game như kiểu PUBG ấy thì anh em nên để ở mức low setting. Thực sự ấy, có thể kéo lên được medium với high setting. Tuy nhiên để low setting thôi, để tận dụng tần số quét cao của màn hình. Đó, và tiếp theo mình sẽ nói đến phần bàn phím. Bàn phím có vẻ trông nó hơi dị một chút khi không được đẩy lên bên trên ấy, mà cái phần khoảng trống bên trên rất là lớn, chỉ có duy nhất một phím nguồn thôi. Thì tại sao MSI lại làm vậy? Như mình đã nói ngay từ đầu rồi, thì mẫu laptop này là một mẫu laptop suýt mỏng đấy, và để đảm bảo được một cấu hình tốt này mà máy phải suýt mỏng và cũng như là một hiệu năng ổn định, thì MSI đã đẩy lui phần khung bàn phím xuống để dành chỗ cho hệ thống tản nhiệt. Và mình thấy đây là một cách làm rất là hay. Anh em có thể nhìn này, đó, cái phần màn hình này nó có thể nâng máy lên được một khoảng góc một chút nữa thì để tăng thêm cái diện tích tiếp xúc cũng như là hệ thống tản nhiệt sẽ được tốt hơn thôi. Còn về phần trackpad thì mình thấy nó không được ấn tượng cho lắm, cảm giác gì nó bình thường ấy. Thì thực ra đây mẫu laptop gaming thôi, mình cũng không quá đòi hỏi nhiều. Còn bàn phím, mặc dù mẫu bàn phím này không phải kết hợp với SteelSeries, tuy nhiên mình thấy cảm giác gõ vẫn tốt. Hình phím sâu, phím có độ nảy, cảm giác kiểu chơi game mà gõ sướng đấy. Và vẫn có thêm phần phím 5 pad. Có thể một vài anh em công tích khi các phím VKF, ISD không được kiểu làm nổi bật đấy. Nhưng mình thấy thực sự nó cũng không cần thiết đâu, sử dụng một cách bình thường là được rồi. Vậy thì với khoảng giá 24 triệu đồng, mình thấy đây là một mẫu laptop xứng đáng để cho anh em lựa chọn. Có thể một vài anh em kiểu bị ám ảnh quá nhiều về nhiệt đấy, mức nhiệt kiểu lên đến 80 độ, 90 độ thấy ui cao thế. Nhưng mà anh em phải hiểu, nếu mà mức nhiệt lên đến 8 và 90 độ vẫn nằm trong gọi là sự kiểm soát của nhà sản xuất đưa ra rồi. Cũng như nếu như mà nó không bị kiểu gặp cái tình trạng là tắt máy đột ngột hay một cái gì đó thì cũng có thể chấp nhận được. Bởi vì thực chất ấy, ở một số hãng, nếu như mà để tránh nhiệt cao ấy, họ hay kiểu giới hạn xung nhịp mà điện năng tiêu thụ của CPU xuống. Ví dụ như con CPU i7-9750H này, một số hãng, ví dụ như hãng do mình sản xuất chẳng hạn, mình sẽ giới hạn điện năng tiêu thụ lại, chỉ cho mức xung nhịp ở mức 2.8GHz thôi, mà nhiệt độ giảm xuống 70 độ, 80 độ đi, thì đấy sẽ là sự lựa chọn của mỗi người. Hoặc là anh em có thể tự giới hạn thông qua phần mềm của MSI cung cấp, anh em có thể giới hạn lại không cho CPU bung hết hiệu năng để giảm vấn đề nhiệt độ nếu như anh em không thích nhìn thấy con số 90 độ. Mà tin mình đi, dù một thời gian anh em sẽ kiểu không quan tâm tới nhiệt độ nó bao nhiêu đâu, chỉ một khoảng thời gian đầu anh em sử dụng thôi. Sử dụng về sau á, thoải mái luôn, kiểu chả để ý gì. Như mình ấy, ngày xưa mình sử dụng laptop ấy, mình cũng quan tâm, ui, một laptop này nóng thế, phải làm sao chết nóng. Khoảng nửa năm sau mình sử dụng, mình chả thèm quan tâm luôn, mình không thèm để ý xem CPU bao nhiêu độ, GPU bao nhiêu độ. Cái quan trọng là trải nghiệm sử dụng ở mức ổn định là được. Vậy thì anh em thấy sao về mẫu laptop này? Đừng quên để lại ý kiến một comment video. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các video sau.